tra lịch sử cuộc gọi. Gọi cho số điện thoại đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi. Dạ alo nghe ạ. Alo Quỳnh Anh à, 5 phút nữa anh đến công ty em xuống nhá. Dạ vâng. Dừng gọi. Gọi điện cho số chăm sóc khách hàng. Cảm ơn quý khách đã liên hệ đến trung tâm chăm sóc khách hàng tập đoàn Vingroup. Gọi điện cho số cứu trợ khẩn cấp. Cuộc gọi khẩn cấp đã được kích hoạt. Gửi tin nhắn cho Quỳnh Anh. Hãy đọc nội dung tin nhắn anh chị muốn gửi nhé. Em xuống đi. Anh chị có muốn gửi tin nhắn em xuống đi cho Quỳnh Anh không? Hãy nói đồng ý hoặc hủy gửi tin. Ok. Tin nhắn đã được gửi. Đọc tin nhắn mới. Nội dung là ok anh nhé. Anh chị có muốn trả lời tin nhắn này không? Có. Vui lòng đọc nội dung tin nhắn. Anh đang đứng ở sảnh S1 rồi. Tin nhắn đã được gửi.